sao Hoa Ngữ sủng vợ tận trời mây, chi tiền không tiếc tay cho vợ. Thứ nhất, Lâm Phong. Lâm Phong, tài tử đào hoa sát gái của làng giải trí Hồng Kông vừa qua đã có màn cầu hôn bạn gái Trương Hinh Nguyệt vào ngày 1 tháng 6. Cặp đôi dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào đúng ngày sinh nhật tròn 40 tuổi của nam diễn viên vào tháng 12 tới. Chỉ sau thời gian chia tay ngắn với mối tình với Ngô Thiên Ngữ, Lâm Phong đã phải lòng người đẹp mới do cha mẹ sắp xếp. Tuy nhiên, truyền thông Hồng Kông hôm nay khiến công chúng phải ngỡ ngàng và suýt xoa khi tiết lộ chi tiết hơn về màn cầu hôn của Lâm Phong. Nam diễn viên được cho là đã dành tặng cho bạn gái chiếc nhẫn đính hôn nặng 9,18 carat dựa theo ngày sinh của Trương Hinh Nguyệt, tức là ngày 18 tháng 9 năm 1990. Lâm Phong và cô bạn gái mới tuổi tác chênh lệch rất nhiều, nhưng giữa cặp đôi chẳng có sự khác biệt về khoảng cách thế hệ, cả hai vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Lâm Phong rất sủng ái, cưng chiều Trương Hinh Nguyệt, mặc dù cặp đôi ở bên nhau chưa lâu, thế nhưng bất kỳ những hoạt động, những dịp lễ khi gia đình nam diễn viên sum họp đều có sự tham gia của cô. Lâm Phong vốn nổi danh với một thân phận khác là Phú Nhị Đại, thiếu gia của một gia tộc giàu có. Trong tương lai, nếu như nam diễn viên rút khỏi làng giải trí thì sẽ về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Bố của Lâm Phong, ông Lâm Hoa Quốc, là chủ của một tập đoàn bất động sản lớn được mệnh danh là Lý Gia Thành Hạ Môn. Gia thế của nam diễn viên không chỉ đơn giản là người có tiền bình thường mà còn nắm trong tay rất nhiều quyền lực. Hai người cô ruột của nam diễn viên cũng sở hữu công ty thiết kế phân phối thời trang quy mô lớn ở Thâm Quyến và Hồng Kông. Thứ hai, Châu Kiệt Luân. Chuyện tình giữa Châu Kiệt Luân và bà xã Côn Lăng cũng là một trong những chủ đề thu hút người hâm mộ cũng như truyền thông xứ Trung nhiều nhất. Châu Kiệt Luân bắt đầu quen biết bà xã Côn Lăng khi cô mới bước qua tuổi trăng tròn. Ở mỗi một phút giây bên bạn gái, Châu Kiệt Luân luôn ân cần và dịu dàng. Anh biết cách điều tiết công việc để sắp xếp thời gian dành cho nửa kia của mình. Cũng như những cặp đôi thông thường, anh thường cùng cô xem phim, đi mua sắm và du lịch xa, thậm chí chẳng ngại ngần cùng cô đạp xe trong công viên. Sau hôn lễ, Châu Tổng hết lòng thương yêu vợ trẻ Côn Lăng. Lúc cô mang thai, anh thường xuống bếp trổ tài nấu ăn, thậm chí còn thường xuyên đàn piano cho bảo bối trong bụng nghe. Trở thành gia đình điểm 10 có đủ con trai và con gái, Châu Kiệt Luân từng khiến nhiều người ngạc nhiên khi thẳng tay chi 600 triệu nhân dân tệ, tương đương là 20 triệu USD, mua một căn hộ hạng sang để sống với vợ và hai con. Vừa qua, Châu Kiệt Luân cũng chia sẻ hình ảnh tháp tùng bà xã bằng trực thăng riêng tới Cannes. Phong cách chơi trội này của Châu Kiệt Luân cũng thật khiến nhiều người phải bất ngờ. Không những chịu chi cho bà xã được thoải mái trong khi di chuyển, Châu Kiệt Luân còn khiến cộng đồng mạng thêm ghen tị khi bắt gặp hình ảnh thiên vương châu Á mặc đồ đơn giản, đứng lẫn vào trong đám đông dõi theo vợ trên thảm đỏ của Liên hoan phim Cannes năm nay. Hành động quan tâm âm thầm của anh đối với bà xã Côn Lăng được nhiều người khen ngợi. Thứ ba, Huỳnh Hiểu Minh. Xét về độ cưng chiều và yêu thương vợ, Huỳnh Hiểu Minh chẳng kém Lâm Phong và Châu Kiệt Luân là bao, thậm chí anh còn rình rang và có phần nổi trội hơn. Năm 2014, thuở đang hẹn hò Angela Baby, nam diễn viên Tân Bến Thượng Hải không ngần ngại tặng siêu xe để mừng sinh nhật cô. Cảnh tượng này gây chú ý trên đường phố Hồng Kông và được báo đài khắp nơi đưa tin rầm rộ. Ngoài xế hộp đắt tiền, Angela Baby còn được Huỳnh giáo chủ trao tặng hàng loạt vật phẩm có giá trị khác, trong đó điển hình có túi sách hàng hiệu, nhẫn đính hôn kim cương đắt đỏ lên đến 575 triệu nhân dân tệ, khoảng 20 tỷ đồng. Năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh chính thức kết hôn cùng Angela Baby. Hôn lễ thế kỷ có sự tham gia của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng đến từ gần nửa làng giải trí. Mặc dù có không ít ý kiến cho rằng Huỳnh Hiểu Minh màu mè khoa trương trước mặt báo giới, nhưng những người đến tham dự cho biết nam diễn viên toàn tâm toàn ý làm hết mình vì vợ yêu dấu Angela Baby. Anh muốn cô trở thành công chúa hạnh phúc nhất trong ngày kết hôn của mình. Chưa dừng lại ở đó, Huỳnh Hiểu Minh còn gây ngạc nhiên cho khách mời và cả chính bà xã khi hăng hái nhảy bản hit của G-Dragon, thần tượng Hàn Quốc mà cô rất yêu thích. Huỳnh Hiểu Minh từng nói, nguyên tắc của tôi là cưng chiều người con gái của mình như một cô công chúa. Trước kỳ vợ sinh nở, anh còn mua hẳn một căn hộ cao cấp rộng hơn 1.000m² trị giá 30 triệu nhân dân tệ, tương đương là 74 tỷ đồng ở khu vực đắt đỏ tại Hồng Kông, tất cả chỉ để tạo cho không gian sinh hoạt mới cho vợ và con trai đầu lòng. Khi Angela Baby phải chụp ảnh đến tận khuya, nam diễn viên 39 tuổi đã lái xe đến phim trường đón bà xã, không ngại bản thân mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ khi vừa đi công tác nước ngoài về. Mặc dù thời gian vừa qua, Angela Baby liên tục bị đồn là đã ly hôn chồng Huỳnh Hiểu Minh, nhưng chưa công khai vì các ràng buộc hợp đồng kinh tế, cả hai không còn xuất hiện cùng nhau. Angela Baby thường xuyên đưa con trai bọt biển nhỏ đi chơi một mình và vắng mặt Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, mới đây, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã cùng nhau xuất hiện trong một sự kiện. Đáng chú ý, Huỳnh Hiểu Minh đã ân cần nâng váy cho Angela Baby đến tận 2 lần. Một lần là khi cô từ cầu thang đi xuống sân khấu, Angela Baby đi trước, Huỳnh Hiểu Minh đi sau và nâng váy cho vợ dễ di chuyển. Lần thứ hai là khi Angela Baby tiếp đến bục phát biểu trên sân khấu.
We'll be right back.